Cơ sở Đan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan thiên quốc nhé. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 năm 2019, cũng là một ngày đầu tháng 4 này, thì cơ sở chúng em đã cập nhật về cái lô hàng mới, rất là nhiều loại lan đẹp, và có những loại đang có nụ và những loại là đã mới xong vừa mùa hoa, là cũng là cái mùa để chúng ta ghép thuần cây nó dễ nhất trong cả một năm đó. Và hôm nay thì em có chừng trên 30 loại lan luôn để chia sẻ với mọi người ạ. Và trước khi đi vào giới thiệu những mặt hàng lan thì em xin giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng các bạn nhé. Đó. Và các bạn đặt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp vào hai số điện thoại của chúng em. Các bạn có thể gọi điện hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em là số 0984754102 và thêm một số nữa là 0967615815 ạ. Và chúng em sẽ tiếp nhận đơn hàng trực tiếp với các bạn và gửi hàng đi trong ngày cho các bạn. Và các bạn sẽ nhận được lan sau khoảng 2 hoặc 3 ngày. Đấy, có ở những huyện xa trung tâm một tí thì xa các thành phố của các tỉnh một chút đó, thì có khả năng là sẽ kéo dài đến 4 hoặc 5 ngày nhớ các bạn nhé. Đấy, hình thức gửi hàng của em gửi nhanh cho các bạn nên là hàng sẽ đi nhanh thôi. Và em sẽ gửi hàng đi toàn quốc cho các bạn nhé. Và em sẽ đi vào báo giá luôn, chi tiết luôn các loại cho các bạn. Hôm nay thì có cả hàng đắt, có hàng rẻ cũng có nhé các bạn nhé. Và giá em bán đề xuất ở đây chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé các bạn nhé. Như ở đây trong hình các bạn đang thấy rất là nhiều loại lan, giáng hương có, hoàng thảo có, nên là rất rất nhiều loại luôn, có khả năng clip sẽ hơi dài nhé các bạn nhé. Đó. Và bây giờ đây em sẽ đi vào giới thiệu một vài phần lan. Trước thì ở bên này đây thì em có 4 phần châu nhé. 4 phần châu Thái bóc trụ các bạn ạ. 4 phần châu Thái bóc trụ. Thì ở đây em có 2 phần này thì đồng giá là 600.000 nhé. Để em đếm luôn cái phần số 1 này cho các bạn, là gồm có 6 cây. Mỗi phần đều là 6 cây thôi. Một cây này, cây rất là đẹp luôn ạ. Đó, 2 cây này, 3 cây nhé, 4, 5 cây này, 6 cây nhé, 6 cây như này nhé. Đây là phần số 1 nhé. Đấy, các bạn thích lấy phần nào thì gọi điện đặt hàng với chúng em. Đó. Và còn đây là phần số 2 đây. Phần số 2 đây thì cũng gồm có 6 cây nhá các bạn nhá. Đấy, 1 cây này, 2 cây, 3 cây đây, 4 cây ạ. Và đây là 5 cây này. Đó. 6 cây đây. Đấy. Nói chung là hai phần phần số 1 với phần số 2 này nó rất là đều nhau thôi các bạn ạ. Đấy. Còn ở đây có hai phần này thì mỗi phần 500. Thì em cho đây là phần số 3 đi. Đấy, lát nữa em sẽ gắn đề thẻ vào để tiện tránh bị nhầm lẫn nha các bạn nhé. Đây, phần số 3 này gồm có 3 cây các bạn ạ. Thì là giá là 500.000 thôi ạ. Đấy, các bạn theo dõi nhé. Như cây này nó đang lên nụ nữa. Đây, cây này gồm 3 nụ. Cây này chắc chắn sẽ sắp tới nở hoa. Đấy, còn đây một cây này cũng đang nụ này. Đấy, hai cây này chắc chắn là nở hoa vào mùa hè này rồi. Đấy, gồm 3 cây nhé, phần số 3 nhé các bạn nhé. Đấy, còn đây phần số 4 đây cũng có giá là 500.000 đấy ạ. Là gồm có 2 cây nhé các bạn. Đấy, 2 cây rất là to luôn ạ. Đấy, phần số 4 đây, 2 cây rất là to nhé, 500.000 ạ. Đó. Và tiếp theo đây thì em có những cái phần lan Trần Tuấn. Những phần lan Trần Tuấn này là 200.000 một phần nhé các bạn. Đấy, 200.000 một phần ạ. Nó rất đều đều nhau. Chúng em cũng có chia lọc lược cho nó rất là đều nhau luôn. Lan Trần Tuấn bây giờ đang là mùa hoa nhé. Những cái bông hoa Trần Tuấn ấy cho nó nở rất là lâu ạ. Nó phải nở chừng một tháng nó mới tàn bông cơ các bạn ạ. Đấy, và cây bây giờ đang lên những cái mầm gốc như này đây ạ. Đó, đang lên mầm gốc rất là nhiều ạ. 200.000 một phần nhé, 3 phần này ạ.
Và ở đây có một phần nhìn nó thân cây nó cũng dài đẹp hơn là 300.000 đấy ạ. Đấy, có một phần duy nhất đây là 300.000 nữa. Còn ba phần này đồng giá với nhau là 200.000 nhé các bạn nhé, ba phần bên dưới ạ. Và còn đây em có những cái phần ý thảo ba màu. Ý thảo ba màu cũng mới tàn hoa xong nhé các bạn. Đấy, ba bó, mỗi bó là 150.000 ạ. Ba bó ý thảo ba màu này mỗi bó là 150.000 nhé các bạn nhé. Đấy, đồng giá với nhau là 150.000 một bó ạ. Một bó này về chúng ta cho ghép một giò cực kỳ là to đẹp luôn, tại vì dòng cây này cũng mới tàn hoa và bây giờ cây đang rất nhẹ và đang mọc những cái mầm gốc nhé các bạn nhé. Và còn đây là một phần chồn. Cái này là phần chồn rừng Lào nhé các bạn. Phần chồn rừng Lào này phải gần 2 cân. Đó. 300.000 cái phần chồn rừng Lào này nhé các bạn. Chỉ có 300.000 thôi ạ. Và còn đây là sơn thủy tiên. Đây là phần sơn thủy tiên này có chừng khoảng cân rưỡi. Thì em cũng bán luôn nguyên phần này cho các bạn là 220.000 nhá, phần sơn thủy tiên này nhá. Đấy. Chi tiết phần sơn thủy tiên đây. Đấy. Là 220.000 nhá. Còn đây cũng một phần nhất điểm hoàng này. Phần nhất điểm hoàng này thì 200.000 đây. Cũng có độ khoảng trên 2 kg luôn, 200.000 phần nhất điểm hoàng này cực kỳ là rẻ luôn này. Đấy. Mặt bông của nhất điểm hoàng đây. Đấy, họng cam nhá, cánh 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 thì hơi vàng nhạt. Đó. Rất nhiều bông đang đang nở hoa. Nói chung là về kèm theo bao ấy thì phần này chỉ có 200.000 thôi mà có trên 2 kg luôn nhé các bạn nhé. Còn đây một loại lan mà đang có nụ rất là nhiều đấy ạ. Đây là những cái vòi nụ đang rất dài như này rồi các bạn ơi. Không biết là những cái nụ này nó còn đủ sức khỏe để mà nó còn nở hoa sắp tới không đây, nhưng mà cũng chẳng sao cả các bạn ạ. Kể cả chúng ta không được xem hoa thì cũng là cái mùa nó ra rễ rất là khỏe, nên là chúng ta rất dễ ghép. Đây là lan phượng vĩ nha các bạn nhé. Phượng vĩ mà là về chúng ta trồng tường rào, trồng trụ cổng rất là đẹp luôn ạ. Mà nó cho bông màu đỏ rực nên là nhìn rất là đẹp. Mà dòng này thì chúng ta trồng bờ rào mà nó cũng rất là rẻ thôi ạ. Chỉ có 150.000 1 kg thôi các bạn. Lan phượng vĩ nhé, 150.000 1 kg luôn ạ. Về chúng ta trồng loại cây chịu nắng rất là tốt và trồng bờ rào rất là đẹp luôn. Đấy. 150.000 1 kg thôi. Và đây là một mặt hàng nữa cũng có giá là 150.000 1 kg đấy ạ. Đây là lan kiều vàng. Kiều vàng có giá là 150.000 1 kg thôi các bạn. Đây là một số nụ đã bị hỏng rồi các bạn ạ. Lác đác là có rất nhiều thân đang có nụ nhớ các bạn nhá. Lan kiều vàng đang có nụ rất là nhiều ạ. Và những thân nào chưa có nụ thì sắp tới nó sẽ ra nụ sau nhé các bạn. Đấy. Những thân này đây hình như là một thân già thôi mà nó vẫn ra nụ này. Đó. Đấy. Đang nụ rất là nhiều rồi ạ. Lan kiều vàng thì kể cả thân già lẫn thân tơ nó đều cho bông nhé các bạn. Đây như thân này đây thì năm ngoái nó đã nở bông. Đấy, năm ngoái nở bông này. Năm nay nó còn mắt ngủ nó lại nở tiếp ở dưới này đây. Đó. Nhưng mà nụ này hơi bị xước rồi, bị gãy rồi các bạn ạ. Đây, nụ này bị gãy ra rồi. Đó. Đấy. 150.000 1 kg thôi ạ. Lan kiều vàng giá cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, hàng nó cũng vừa vừa, nó không phải hàng đẹp mà cũng không phải là hàng xấu quá nhé các bạn nhé. Đấy, điển hình nhất đây là một thân mà năm ngoái nó nở hoa nhé. Cái đây là một vòi hoa năm ngoái này. Năm nay nó lại ra thêm một nụ nữa đây nhé. Đấy. Sang năm nó lại tiếp tục nở những cái nụ bên dưới này. Đấy, lan kiều vàng đặc điểm của nó là thế. Một thân của nó có thể nở tới 3 4 năm mới hết hoa cơ. Đấy. Và ở đây có một dề to nhất này. Một dề kiều vàng to nhất đây. Dề này nó cũng hơi ít lá thôi nên là em để giá là 220.000 đấy ạ. Một dề kiều vàng duy nhất nhá. 220.000 đây. Đó. Và còn trên này đây em có những cái mặt lan giáng hương. Đây là giáng hương miệng kín có giá là 100.000 1 kg đó ạ. Cái giáng hương miệng kín này cây lá xếp rất là đẹp luôn các bạn ạ. Chẳng qua là hoa của nó hơi nhỏ mà nó không ấy.
Loại hoa này rất chỉ đáng để trồng vào vườn để sưu tầm, chúng ta xem cây quanh năm nhé. Còn hoa thì hoa của nó màu tím vàng, cũng khá, nói chung là cũng khá là đẹp, nhưng mà bông của nó nhỏ thôi, nó không được to như là bông của lan đuôi cáo đó. Cây lá xếp rất là đẹp nhá, chỉ có giá 100.000 một kg thôi này. Và còn đây là cái lan Vanda Hương Chanh nhé các bạn nhé. Hôm nay thì em đang bị bị nghẹt mũi nên là hơi khó nói chút. Đấy, Vanda Hương Chanh lá xếp rất là nhiều luôn ạ. Vanda Hương Chanh có giá là 150.000 một kg thôi các bạn. Đó, Vanda Hương Chanh nhé. Và còn đây là giáng hương Tam Bảo Sắc. Giáng hương Tam Bảo Sắc có giá là 200.000 một kg các bạn ạ. Lô hàng này thì vẫn còn chưa ra nụ nhé các bạn, nên là về nó sẽ ra nụ sau. Bây giờ đang là mùa giáng hương Tam Bảo Sắc ra nụ rồi. Đấy, 200.000 một kg thôi ạ, giáng hương Tam Bảo Sắc. Có cây to cây nhỏ nhé các bạn nhé. Cái này là hàng rừng Thanh Hóa, em nhập từ Thanh Hóa về nhé. Đấy, đó, rất là nhiều cây, cũng có rất là nhiều cây xếp nha các bạn. Ở đây lác đác vào đây một vài cây quế rồi. Đấy, còn lẫn lộn một ít cây quế cơ, có Tam Bảo Sắc, nhưng mà đây chủ yếu là Tam Bảo Sắc thôi các bạn nhé. Nguyên lô Tam Bảo Sắc thôi. Cái quế thì giáng hương quế thì lát nữa em sẽ giới thiệu các bạn có một phần quế sau. Đấy, 200.000 một kg ạ. Còn đây là lan kiếm đỏ. Kiếm đỏ thì mỗi bó này là 60.000 một bó đấy nhá các bạn nhá. À, 70.000 một bó các bạn ạ. Đấy, hôm nay các bạn ấy làm bó to hơn hôm qua rồi. Đó, là 70.000 một bó. Là lan kiếm đỏ nhá các bạn. Dọc lan này thì sắp tới sẽ nở hoa nhá. Đây là những cái vòi hoa đang nhú ở đây ạ. Đây là những vòi hoa đang lên như này rồi nhá. Đấy, củ nào cũng đang có vòi hoa nhé các bạn. Đây là sắp tới sẽ cho chúng ta những cần hoa đỏ rực luôn. Lan kiếm đỏ Cao Bằng nhé. Dòng lan này chỉ có ở Cao Bằng mới có hàng thôi nhé, chứ còn những tỉnh khác lại không có nhé các bạn nhé. Những tỉnh khác thì họ có kiếm Bắc Đô rồi kiếm ấy có. Kiếm đỏ Cao Bằng này chỉ có Cao Bằng có thôi. Đó, là 70.000 một bó đấy ạ. Và còn đây có một dề rất là to luôn. Dề này thì có chừng khoảng 2 kg. Đấy, đây là cần hoa cũ năm ngoái này, nó gãy bớt nửa rồi đây. Cần hoa nó rất to nhé các bạn nhé. Dề này thì 300.000 ạ. 300.000 cho dề kiếm đỏ này nhé các bạn nhé. Đấy, những cái mầm nụ này lên chi chít luôn này. Đấy, thấy chưa. Đó, dề này khá là tròn đẹp, 300.000 nữa. Và còn đây thì em có hoàng thảo vôi đây. Hoàng thảo vôi có độ khoảng 5 kg này thôi. Thì cái loại hàng đẹp là 260.000 một kg nhé các bạn. Hoàng thảo vôi ạ, 260.000 một kg loại hàng đẹp. Còn loại hàng cây giống đây chúng em có xếp để trong hộp này. Đấy, cây thì bây giờ đang lên mầm rất là khỏe luôn. Loại hàng cây giống này 220.000 một kg thôi ạ. Đó, còn độ khoảng 2 kg em để trong hộp này. Đấy, cây này đang lên mầm cực kỳ là khỏe luôn. Tại vì cây cũng mới tàn hoa, mới hết mùa hoa thì tất cả các dòng hoàng thảo thì cũng đều cho mầm nhé các bạn nhé. Và còn đây là hạc vĩ bắc. Hạc vĩ bắc thì còn độ khoảng chục cân, hơn chục cân tí. Hạc vĩ bắc có giá là 280.000 một kg ạ. Hạc rất là đẹp luôn ạ, hạc vĩ bắc. Còn đây là long tu xuân. Long tu xuân loại hàng đẹp đây có giá là 280.000 một kg nhé các bạn nhé. Long tu xuân cũng đang lên mầm gốc chi chít luôn này. Cây cũng hết, vừa mới hết mùa hoa nhé các bạn. Đấy, long tu xuân ạ, 280.000 một kg. Hoa cực kỳ đẹp mà rất là dễ thuần. Cũng như là hạc vĩ vậy, cũng rất dễ thuần. Và hoàng thảo vôi thế. Đấy, còn đây là hàng giống nhé. Đây, long tu xuân hàng giống đấy ạ. Cây nó sẽ ngắn độ khoảng rưỡi 20 cm nhé các bạn. Chủ yếu là cây 10 cm đến 15 cm. Thì có giá là 240.000 một kg nhé các bạn. Loại hàng cây giống ạ. Thì
mua cái loại hàng cây giống này chúng ta sẽ được rất là nhiều mầm để chúng ta chăm sóc, là ghép không cần phải vốn quá nhiều tiền mà lại được một giỏ nó to. Trải qua mất công chăm sóc sau khoảng 1 năm thì cây nó mới được cho to, cây nó mới dài đẹp nhé các bạn nhé. Và còn đây em có lan hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc loại hàng hàng đẹp đẹp đây thì có giá là 200.000 1 kg đấy các bạn. Lan hoàng phi hạc này em cũng đang ghép vào vườn rất là nhiều, tại vì dòng lan này cũng rất là dễ thuần và mặt bông cho mặt bông rất là đa dạng. Nên là chúng em thì ở gần điểm du lịch nữa nên là cũng được rất nhiều thực khách vào vườn thăm và rất là ưa cái dòng mặt hàng này. Đấy. Hoàng phi hạc có giá là 200.000 1 kg nhé các bạn. Còn ở bên này đây thì hoàng phi hạc cái loại hàng cây giống thôi. Đấy, loại này thì nhìn nó khá là sơ sát và thân nó cũng khá mảnh nhé các bạn nhé. Đấy, bây giờ cây đang lên mầm chi chít như này rồi đấy. Đấy. Hoàng phi hạc loại hàng giống này 160.000 1 kg đấy ạ. Đó. 160.000 1 kg. Còn ở đây em có một số hàng dề. Một số hàng dề này thì em sẽ cân để bán cho mọi người nhé, với cái giá là 220.000 một cân nhé, loại hàng dề nhé, hoàng phi hạc hàng dề này nhé. Đó. Tất cả em có 4 dề thôi. Đấy. Có dề 2 cân có nhé, dề cân rưỡi có nhé các bạn nhé. Đó. Như dề này đây thì lá nó xuống hết lá này. Để chuẩn bị nó đang sưng những cái mầm gốc nhé các bạn. Đấy, mầm gốc xanh xanh này. Đấy. Đó, các bạn thích hàng dề thì chúng em sẽ cân cho các bạn hàng dề. Còn đây một dề cực kỳ to luôn này, dề này phải trên 2 kg. Đấy, dề này phải trên 2 kg nhé các bạn. Đấy, bác nào thích cái dề to nhất này thì em cân cho các bạn này. Cây nó đã xuống hết lá rồi nhé các bạn. Đấy, vừa rồi nó mới tàn hoa và nó đã xuống hết lá nhé các bạn. Còn khá là nhiều thân nó đang trốn hoa như này đây. Đó. Đấy. Và còn bên này đây em có kim điệp xuân này. Kim điệp xuân có giá là 150.000 1 kg đấy ạ. Loại hàng nó cũng vừa vừa thôi. Đấy, có cả một dề này. Dề này thân mảnh mảnh thôi mà rất là to này. Đấy. Đấy, bán riêng dề này cho các bạn luôn. Thân nó cũng mảnh mảnh nhưng mà nhìn xấu xấu thôi. Thì dề này 120.000 nhá các bạn nhá. Chắc độ gần 1 cân thôi. 120.000 một cái dề này. Nguyên một dề kim điệp xuân duy nhất này. Còn hàng kg thì nó hàng lẻ lẻ thôi, nó cũng không là hàng dề nhá các bạn nhé. Đấy, nó sẽ có lẻ từ cỡ này trở lên này. Bây giờ cây đang lên mầm gốc nhá. Đấy. Kim điệp xuân ạ, 150.000 1 kg đấy. Còn đây là kiểu vuông, kiểu mỡ gà đấy ạ. Đấy, kiểu vuông hay kiểu mỡ gà đấy ạ, 250.000 1 kg đấy ạ. Loại cây đang chuẩn bị cho nụ nhá các bạn nhé. Đó. Có một số thân là nó cũng đang xuống lá hết này. Đấy. 250.000 một cân ạ. Còn đây là quế tháng 8 đây, quế trắng tháng 8 đây. Em có một phần này, duy nhất này. Đấy, phần này bác nào thích thì em để cho là 500.000 ạ. 500.000 phần quế tháng 8 này nhá, có trên 1 kg luôn đấy ạ. Cái này em cũng chưa cân xem qua nên là chưa biết là nó thực tế của nó là bao nhiêu cân nhé. Đấy, 500.000 cái phần quế tháng 8 này nhé. Còn đây là ngọc thạch 3 màu. Ngọc thạch thì loại hàng cây giống này có giá là, đấy, cái này là hàng đẹp rồi. Loại hàng cây giống này có giá là 160.000 ạ. Đấy, nó ngắn ngắn cỡ khoảng 20 cm trở xuống nhé các bạn nhé. Còn ở đây thì ngọc thạch 3 màu loại hàng đẹp. Đấy, nó sẽ dài trên 20 cm trở lên nhé các bạn. Ngọc thạch Bắc nhé các bạn, không phải ngọc thạch của Lào nhé. Như thân này thì nó gãy. Đấy, cây thì bây giờ đang lên nụ như này đây. Đấy, có những thân lác đác, có những thân lên nụ cao như này rồi đây các bạn ạ. Đấy. Khá là nhiều thân đang có nụ rồi. Ngọc thạch 3 màu Bắc này có giá là 200.000 một cân ạ. Đó. Còn đây là Điện Biên Đông. Lan Điện Biên Đông thì bây giờ cũng đang lên mầm như này nhé các bạn nhé. Đây. Đang lên mầm cây này. Và cũng cũng mới hết mùa hoa vào vừa rồi đây nhé các bạn nhé. Lan Điện Biên Đông có giá là 220.000 một cân ạ. Lan Điện Đông thì cho hoa màu vàng rực rất là đẹp luôn. Đấy.
Và còn đây là lan chuối ngọc. Đấy, lan chuối ngọc em đang bán với cái giá xả hàng cho các nhà vườn, các bạn thích trồng, với cái giá mà nó rẻ nhất là 140.000 một kg đây. Lan chuối ngọc đấy. Mặt hàng này thì bây giờ cây nó đã xuống hết lá, cây nó mới hết mùa hoa xuống hết lá và bây giờ đang lên những mầm gốc này nhá các bạn nhá. Đấy, trong lúc gửi hàng thì những thân vàng này chúng em sẽ cắt bỏ cho các bạn. Thì đấy, lan chuối ngọc. Cái này giờ vào vườn này vẫn được với cái giá rất là rẻ và loại cây này cho hoa rất là đẹp. Còn đây em còn ít là lan ngọc thạch rừng Lào đấy ạ. Còn lác đác một vài thân còn đang có bông như này đấy. Đấy. Cái ngọc thạch rừng Lào này thì nó sẽ cho chuẩn là đúng ngọc thạch ba màu luôn các bạn ạ. Loại này thì nó nở hoa trước cái ngọc thạch Bắc. Bây giờ thì loại này nó đã tàn hết hoa rồi các bạn ạ. Bây giờ đang là ở rừng thì vẫn còn lác đác một vài hoa, nhưng mà lúc vận chuyển về đến đây thì nó tàn hết hoa rồi nhé các bạn. Đấy. Loại này có giá là 180.000 một kg thôi, ngọc thạch rừng Lào nhé. Còn đây em có lan thập hoa nữa này, còn độ khoảng 3 kg lan thập hoa loại hàng đẹp, và loại hàng giống còn độ khoảng 2 kg. Đấy. Hàng giống thì em để cho mọi người là 120.000 một cân thôi. Đấy. Còn đây còn ít hàng đẹp đây thì đều nhau luôn, mà hàng dề nữa chứ. Còn độ khoảng 2 cân này, 2 3 cân thì là 160.000 một cân nhé các bạn. Đấy, 160.000 một cân loại hàng đẹp này nhé, thập hoa nhé. Thập hoa đang chuẩn bị cho vào mùa nụ nhé các bạn. Và còn trên này đây em có lan đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt. Đấy, cái lô này về thì nó đang xuống hết lá rồi, nên là là chuẩn bị lên mầm gốc. Và em cũng bán với giá rất là rẻ thôi, 150.000 một kg đấy ạ. Hàng rất là đẹp nhá các bạn. Đấy, hàng bóng bẩy rất là đẹp luôn ạ. Chẳng qua là nó đang xuống hết lá, chuẩn bị lên những mầm gốc. Đó. 150.000 một kg thôi, giá rất là rẻ luôn ạ. Và hoa đùi gà cho màu tím rất là đẹp. Đấy. Còn đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn này thì em cũng bán cái mức giá rất là rẻ luôn. Đấy. 220.000 một kg ạ. Đùi gà tròn ạ. 220.000 một kg nhé các bạn nhé. Đấy. Còn ở đây em còn độ khoảng hơn 2 cân lan vải rồng đây. Lan vải rồng này có giá là 150.000 một kg đấy ạ. Lan vải rồng nhé các bạn nhé. Và còn đây là lan trúc đen. Trúc đen có giá là 150.000 một kg. Tình trạng cây thì bây giờ đang có hoa như này nhé các bạn nhé. Đấy. Đây là mặt bông của lan trúc đen đây. Và loại cây này chúng ta trồng vào chậu để làm kiểng rất là đẹp. Trồng vào những cái chậu sứ sành cao cao á, nhìn đẹp lắm các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể rút search Google để xem những cái chậu trúc đen mà họ đã thuần được á, là chúng họ trồng đứng lên, nhìn thân cây của nó rất là đẹp luôn. Đấy. Mùa này thì nó đang ra bông ấy, thì bây giờ nó cũng đang là mùa cái mùa nó xuống hết lá nhé các bạn nhé. Nên là có những phần lan mà gửi đi thì nó sẽ xuống hết lá như này nhá. Đấy. Là nó sẽ không còn lá như này. Đấy, về chúng ta nuôi những mầm gốc và sang năm chúng ta lại chơi hoa tiếp. Đấy. 150.000 một cân thôi. Và còn đây là nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng lại về được một lô độ khoảng hơn chục cân này. Đấy, nhất điểm hồng thì cũng mới hết mùa hoa đây nhá các bạn nhá. Có lác đác một số thân là vẫn còn đang có nụ như này đây. Đấy. Đấy, một số thân là vẫn còn lác đác đang nụ. Và có những thân là nó vẫn còn chưa ra nụ cơ các bạn. Đấy. Nên là dòng này nó cũng nở rất là lai dai. Như thân này đây thì còn nguyên chưa ra nụ luôn này. Đấy. Đấy, còn như thân này đây thì vừa rồi nó đã nở. Và đây cũng vẫn còn đang có nụ ra tiếp. Đấy. Đây. Đấy, vừa rồi đã nở và bây giờ vẫn còn tiếp tục đang ra nụ nhá. Đây. Đấy. Nhất điểm hồng có giá 180.000 một kg đấy ạ. Đấy. Còn đây là lan hoàng lạp. Hoàng lạp có giá là 150.000 một kg đây. Đấy, lác đác thì hoàng lạp thì bây giờ nó đã tàn hết hoa rồi các bạn. Chỉ còn em còn thấy đây là một thân là vẫn còn đang có bông hoàng lạp đây.
Đấy, 150.000 một kg, hàng rất là đều đẹp luôn các bạn. Đó. Hàng rất là đều đẹp luôn ạ. Nó cũng thành khóm mấy thân, khóm mấy thân các bạn. Đấy, có những khóm là xấu xấu lắm thì nó cũng như này các bạn nhé. Đấy. Đó. Rất là đều luôn ạ. Lan hoàng lạp ạ. Và còn đây là kim điệp nhựa đây. Kim điệp nhựa em đang bán xả với mức giá là 180.000 một kg thôi này. Đấy. Kim điệp nhựa nhé các bạn nhé. Đấy. Cái này là hoàng lạp lẫn sang. Đó. 180.000 một kg cho kim điệp nhựa thôi ạ. Đấy, vừa rồi là những mặt hàng lan mà hôm nay em có để chia sẻ với mọi người đây. Thì các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện trực tiếp cho chúng em theo hai số điện thoại ở đầu clip em đã đề cập. Và ở trên tiêu đề clip cũng có cả số điện thoại của shop chúng em rồi nhé. Thì các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin trực tiếp cho chúng em, rồi chúng em sẽ nhận đơn hàng và gửi hàng đi cho các bạn trong ngày nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lên từ Tổ quốc nhé.